Chào bà con, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con về cái kỹ thuật cột dây tiêu. Khi mà tiêu nó đang bò trong giai đoạn tiêu trụ đó, thì hôm nay con sẽ giới thiệu cho bà con cách kỹ thuật cột. Đây là cái mô hình trồng tiêu sen cà phê và bơ, thì nó được rất là nhiều lợi ích. Khi bà con trồng thì ta thu cà phê xong á, thì qua Tết ta thu được tiêu. Thu tiêu xong á, thì ta lại thu được bơ, nên quanh năm đều có thu nhập. Nếu mà trồng thêm được vài cây phụ như chuối, mãng cầu đó thì ta trồng thêm hàng rào nữa, sau này cái thu nhập ta rất là cao mà chúng ta không sợ rủi ro. Còn hiện tại như bà con á, mà nếu mà trồng rặt một cây ví dụ như tiêu không á, thì một á ăn cả, mà hai là chịu rủi ro. Còn ta trồng sen thì nó an toàn, rất tiện lợi. Thì công việc làm nông thì bà con cũng biết, thì làm quanh năm, được mùa thì chúng ta bội thu, mà không được mùa thì cũng thu được cái kia, cái này, cái nọ. Đây là cái mô hình của con nhà vườn trồng sen, tất cả được 3 loại cây. Qua năm sẽ xem thêm một vài cây mãng cầu hay là cây chuối gì đó, ngoài hàng rào và cho nó cũng cây ăn trái, lợi nhuận cao. Thì với clip này thì mong bà con xem và đăng ký kênh để cập nhật được tất cả các video về nông nghiệp của nông dân Tây Nguyên và bà con nông dân ở Tây Nguyên, như về kỹ thuật trồng một số cây như là cây bơ, cây cà phê, cây tiêu, các cách phun thuốc như phòng bệnh, chữa bệnh, cây chanh dây. Và đồng thời hiện nay cây chanh dây thì cũng được bà con nông dân Tây Nguyên cả nước đang trồng rất là nhiều, giá cả nó thì cũng hiện tại đang là cao, nó tầm giá từ 10 đến 10.000 ký, có đợt cái chuyện lên 30. Nếu mà bà con trồng vào đúng mùa nắng á, thì giá nó cũng rất là cao. Số bà con hiện tại trên vùng Tây Nguyên thì họ cũng đang trồng kết hợp giữa tiêu mà năm đầu á, sen canh dây ở trên. Với mô hình này thì cũng rất là tốt, nhưng mà theo con khuyên thì không nên, vì sen nó sẽ bất tiện cho mình quá. Sau này thu một thời gian á, thì trong cán dở dàng một cái mầm bệnh bên sen chanh nó sẽ lây qua bên kia tiêu nữa. Thì bà con không có để ý cái phần nhỏ này, nhưng mà chanh nó bệnh rất là nhiều, nếu mà dính vào mùa mưa á thì nó sẽ lai quay tiêu. Nên mô hình cũng khuyên bà con cách tốt nhất là trồng sen canh, chanh dây nó trồng riêng được thì trồng riêng luôn. Còn về kỹ thuật đây thì clip này nói về kỹ thuật cột tiêu. Thì tiêu này nó gần phủ trụ rồi, nên bà con cột khi mà phủ trụ thì công việc nó rất là nhàn. Nói gì khổ cái giai đoạn mà đôn tiêu với cột, cứ hàng tháng hàng tuần nó là nó ra đọt là phải cột liên tục. Còn để ý xem đây là cái clip hướng dẫn cụ thể cách cột cây tiêu. Về các đốt ngọn thì bà con cột nó cẩn thận một xíu, vì tiêu nó dễ bị gãy các đốt ngọn. Một số nông dân thì ta trồng bên cây trụ mùn hay là trụ gòn gì đó thì nó cũng đỡ, phần này nó bám vào đó. Còn đối với trụ bê tông thì chúng ta hơi cực cái phần cột. Cột nhẹ nhàng với các nắp cột, nếu chúng ta siết chặt quá sau này nắng nóng nó sẽ làm cho mấy cái rễ chúng ta nó bám vào, nó bị nóng thì nó chai phần rễ đó. Chúng ta cột vừa và quá không nên quá chặt quá, để là nếu chặt quá làm cho các dấu lằn của cái đốt tiêu nó sẽ bị ép vô và nó có lằn. Còn cái cột lỏng lỏng vừa vừa thì nó sẽ hạn chế được tốt hơn. Thank you.